À, kỳ nghiệp thời Cận Tử. Ừ, thì con đọc từng cái luôn nha, tại nó dài á. Kỳ nghiệp thời Cận Tử, trợ cho sanh nghiệp, trợ cho sanh nghiệp trong kiếp quá khứ. Đọc lại Chưa có. Kỳ nghiệp thời Cận Tử, trợ đây. cho thiện. Thiện nghiệp thời Cận Tử, thiện nghiệp thời Cận Tử, trợ cho sanh thiện sanh nghiệp trong kiếp quá khứ. Chưa có cơ hội cho quả, được có cơ hội cho quả. Thiện nghiệp thời Cận Tử, trợ cho thiện sanh nghiệp kiếp hiện tại. Chưa có cơ hội cho quả, được có cơ hội cho quả. Bất thiện nghiệp thời Cận Tử, trợ cho sanh thiện bất thiện sanh nghiệp kiếp quá khứ. Chưa có cơ hội cho quả, được có cơ hội cho quả. Bất thiện nghiệp thời Cận Tử, trợ cho bất thiện sanh nghiệp kiếp hiện tại. Chưa có cơ hội cho quả, được có cơ hội cho quả. Tới thời Bình Nhật, Sai. kiếp hiện tại hả? Có cái là Bình Nhật, có cái kiếp hiện tại. Con không nhớ là hiện tại là Bình Nhật nữa. Thiện nghiệp Phải để kiếp hiện ý tại. thì cái nào mới có cái bình nhật. Đang có câu hỏi cho quả thì Ủa, con nhảy sinh lên. đang á thì mới có bình nhật, còn không phải đang là không có bình nhật. Tiếp nha. Ok. Thiện nghiệp kiếp hiện tại, trợ cho thiện sanh nghiệp kiếp quá khứ. Chưa có câu hỏi cho quả, để có câu hỏi cho quả. Thiện nghiệp kiếp hiện tại, trợ cho thiện sanh nghiệp kiếp hiện tại. Chưa có cơ hội cho quả, để có cơ hội cho quả. Bất thiện nghiệp kiếp hiện tại, trợ cho bất thiện sanh nghiệp kiếp quá khứ. Chưa có cơ hội cho quả, để có cơ hội cho quả. Bất thiện sanh nghiệp kiếp Vậy hiện vậy tại. vậy vậy bất thiện sanh nghiệp là gì? Bất thiện nghiệp rồi. Bất thiện nghiệp kiếp hiện tại, trợ cho bất thiện sanh nghiệp kiếp hiện tại. Chưa có cơ hội cho quả, được có cơ hội cho quả. Đó là tám thằng. Trì nghiệp trợ cho sanh nghiệp, chưa có cơ hội cho quả, được có cơ hội cho quả. Tới loại thứ hai là trì nghiệp trợ cho sanh nghiệp, đang có cơ hội cho quả, được cho quả viên mãn thêm lên. Thì cũng chia thằng này chia làm ba nhóm. Nhóm đầu tiên là trì nghiệp thời Cận Tử, nghiệp thời Bình Nhật và trì nghiệp trong kiếp quá khứ. Ở trong trì nghiệp thời Cận Tử nó sẽ có bốn là, từ từ nha, thiện nghiệp thời Cận Tử, trợ cho thiện sanh nghiệp kiếp quá khứ, đang có cơ hội cho quả, được cho quả viên mãn thêm lên. Thiện nghiệp thời Cận Tử, trợ cho thiện sanh nghiệp kiếp hiện tại, đang có cơ hội cho quả, được cho quả viên mãn thêm lên. Bất thiện nghiệp thời Cận Tử, trợ cho bất thiện sanh nghiệp kiếp quá khứ, có cơ hội, đang có cơ hội cho quả, được cho quả viên mãn thêm lên. Bất thiện nghiệp thời Cận Tử, trợ cho bất thiện sanh nghiệp kiếp hiện tại, đang có cơ hội cho quả, được cho quả viên mãn thêm lên. Rồi tới loại trì nghiệp ở thời Bình Nhật. Thời Bình Nhật có bốn. Bình Nhật có bốn, thay ở trên chứ Cận Tử chỉ Bình Nhật được Không, cái gì mà thế chứ không, thầy. có đọc nghe thế. Nè, mệt quá à. Rồi. Thiện nghiệp thời Bình Nhật, trợ cho thiện sanh nghiệp trong kiếp quá khứ. Chưa có, đang có cơ hội cho quả, được cho quả viên mãn thêm lên. Thiện nghiệp thời Bình Nhật, trợ cho thiện sanh nghiệp trong kiếp hiện tại, đang có cơ hội cho quả, được cho quả viên mãn thêm lên. Bất thiện nghiệp thời Bình Nhật, trợ cho bất thiện sanh nghiệp kiếp quá khứ, đang có cơ hội cho quả, được có cơ hội cho quả viên mãn thêm lên. Bất thiện nghiệp thời Bình Nhật, trợ cho bất thiện sanh nghiệp trong kiếp hiện tại,
đang có cơ hội châu quả, được có cơ hội châu quả mỹ thêm lên. Rồi tới cái nhóm cuối cùng, nhóm của thằng thiện nghiệp trợ cho sanh nghiệp đang có cơ hội châu quả, được có cơ hội châu quả viên mãn thêm lên đó nha. Là còn nhóm là thiện nghiệp trong kiếp quá khứ, thì thiện nghiệp trong kiếp quá khứ trợ cho thiện sanh nghiệp trong kiếp hiện tại đang có cơ hội châu quả, được châu quả viên mãn thêm lên. Bất thiện sanh nghiệp trong kiếp quá khứ trợ cho bất thiện nghiệp, lộn trợ đầu hồi lé nữa, bất thiện nghiệp trong kiếp quá khứ trợ cho bất thiện sanh nghiệp trong kiếp hiện tại đang có cơ hội châu quả, được có cơ hội châu quả viên mãn thêm lên. Rồi tới cái thằng chức năng cuối cùng là trì nghiệp trợ làm cho danh sách vị thực quả của sanh nghiệp được duy trì và tồn tại lâu dài. Là có 7 thằng chia ra làm thôi con đọc đi chia phần con khùng á. Đầu tiên là thiện nghiệp trong kiếp quá khứ Chưa. trợ cho thiện nghiệp kiếp trước. À, kiếp trước kiếp này thiện nghiệp kiếp trước trợ cho danh sách vị thục quả của thiện sanh nghiệp kiếp này, kiếp này được tồn tại lâu dài, Tăng trưởng tăng và trưởng và tồn tại lâu dài, yeah. tăng tăng trưởng và tồn tại lâu dài. Rồi thiện nghiệp kiếp này trợ cho danh sách vị thục quả của thiện sanh nghiệp được tăng trưởng và tồn tại lâu dài, thiện sanh nghiệp kiếp này được tăng trưởng và tồn tại lâu dài. Rồi bất thiện nghiệp kiếp trước trợ cho thiện sanh nghiệp kiếp này được tăng trưởng và tồn tại lâu Trợ cho cái dài. gì? Trợ cho thiện, đúng rồi, trợ cho thiện sanh nghiệp kiếp này. Thiện Hai thiện sanh nghiệp, 21 thiện sanh nghiệp mà tăng trưởng tồn tại được hả? Thiện sanh nghiệp mới có một lần một hả? Danh sách vị thục quả từ thiện sanh nghiệp. à, lâu 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 xin lỗi, đọc lại. Bất thiện nghiệp kiếp trước trợ cho danh sách vị thục quả của thiện sanh nghiệp kiếp này được tăng trưởng và tồn tại lâu dài, đúng chưa? Đúng. Rồi bất thiện nghiệp kiếp này trợ cho danh sách vị thục quả của thiện sanh nghiệp kiếp này được tăng trưởng và tồn tại lâu dài. Rồi tới thiện nghiệp kiếp trước trợ cho danh sách vị thục quả của bất thiện nghiệp kiếp này Bất thiện sanh được nghiệp. tăng bất thiện sanh nghiệp kiếp này từ từ thiện nghiệp kiếp trước trợ cho danh sách vị thục quả của bất thiện sanh nghiệp kiếp này được tăng trưởng và tồn tại lâu dài. Thiện nghiệp kiếp này Thiện rồi. trợ tới hai thằng thiện lắm mà, Cái này đúng không? thiện đúng rồi, thiện nghiệp kiếp này trợ cho danh sách vị thục quả của bất bất thiện sanh nghiệp kiếp này được tăng trưởng và tồn tại lâu dài. Rồi bất thiện nghiệp kiếp này trợ cho danh sách vị thục quả của bất thiện sanh nghiệp kiếp này tăng trưởng và tồn tại lâu dài. Đúng rồi, hết con gì vậy? Gì học muốn chết. Ơi, học gối thiệt luôn á, không dễ đâu. Nhớ mình mới chọn học chứ, một đấm nghiệp
vô vô Vậy bài à? 7 bạn ơi. Vô ví dụ này. Dạ. Đây, Ok. dạng 1. Nguyện nghiệp từng làm trong kiếp trước kia. Nguyện nghiệp. Tắt micro nhanh con nó ồn. Ok. Nguyện nghiệp từng làm trong kiếp trước kia. Trợ giúp ủng hộ. Danh sách tăng lên. Từ thiện công nghiệp. Được tăng trưởng và tồn tại. Như kim thân màu da tiếng nói của nội phần lẫn ngoại phần. Như kim thân màu da tiếng nói của nội phần lẫn ngoại phần. Cùng với sự thấy nghe vân vân của đất tâm địa. Thường được hoàn hảo đặc thù hơn cả nhân loại. Nhờ cảnh sai biệt mà ngài thỏa nhận được hầu hết là cảnh thù thắng. Đây cũng do pháp độ sai biệt. Độ nó giống như là ba mặt đó. Sẽ được mà Đức Phật từng kiến tạo. Trong chính những kiếp trước. Thầy ơi, Đây. cái danh sách sanh lên từ thiện sanh nghiệp hình như có kiếp này không? Có mà, toàn là kiếp này không mà. Nhé. À, cái này hết đúng không? Thì mình khỏi ghi Toàn là kiếp này thôi mà. ha. Ok. Con thấy. Trợ giúp ủng hộ cho danh sách tăng lên. Từ thiện sinh nghiệp. Được tăng trưởng là tôn trọng. Vì cùng chung á. Ví dụ như chưa rõ vậy.
Sự nghiệp định mệnh trong kiếp này. Trợ giúp ủng hộ cho danh sách tương lai. Như có người thiện tâm giúp đỡ cho mọi người khổ. Phục vụ ủng hộ Phật pháp phát triển hưng thịnh. Bệnh dạng có sức mạnh vững chắc của tinh thần. Khi lâm bệnh hay gặp khi lâm bệnh hay gặp được thầy thuốc giỏi trị bệnh cấp kỳ. Việc này là do thiện nghiệp đã tạo trong chính kiếp này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được không? Chúng đang đi. Nhớ chữ phục vụ hàng đầu tiên với chữ C đúng Chưa không? Ok. Cùng với tới đó. chết từ từ đi.
6 mùi. Rồi, hiện ra cái máu rồi kìa. Còn cái ghê quá à. Khổ mà khổ lâu dài nữa trời. Trên đề ký ủng hộ cho danh sách bất thiện đời này. Thấy có mấy người mà họ kiểu như là họ già hay họ bệnh á, mà họ không có chết liền mà họ cứ dắt dưỡng như hoài. Cái câu mới vừa ghi luôn Trời ơi, khổ, nhưng mà khổ dùm luôn á. Rồi kiểu đi vệ sinh đồ này nọ, nè. lầy ra. Không muốn vậy đâu. Con sẽ xài thiện nghiệp đời này. Thiện nghiệp học nghiệp. Ta hỏi tại sao có những người như vậy thì mình trả lời được rồi đó. Bây giờ bất thiện nghiệp tình lòng trong kiếp kiếp kia để giúp ủng hộ cho danh sách trong đời này, mà cái danh sách đó do bất thiện công nghiệp tham gia. Hãy
Tôi không tự không muốn nước uống đâu. Ok. Bên tay Trâm nói cho tôi cá này. Ủa tí đó cô mi dạy hả? Ồ, tôi tưởng thầy dạy. Cái đó mình đã học rồi, con sẽ là học sinh tiêu biểu. Có thầy ơi, cái đời sống bình thường ở đây là so sánh với đời sống của con người thầy. Ở cái dòng thứ hai này, chúng vẫn duy trì mạng sống lâu dài hơn để tuổi thọ trung bình của cái chúng sanh đó. Ok. Sống là sống lâu, sống lấp, sống khổ, sống sở gì đó. Sống gì? Cái tiếp theo là tới kiếp này đúng không? Qua đi con xong rồi nè. Nay học kẹp không trời. 3 giờ.
Ở cái tiêu đề bất thiện sanh nghiệp kìa. Xong rồi hả? Ok, đợi xíu. Ủa sao rồi qua tới chướng nghiệp hả? Đúng không? Nghiệp thứ ba là chướng. Đúng rồi. Nghiệp xen lấn, lấn ác cái nghiệp khác. Tới đoạn nghiệp. Trời ơi, con mong nó học tới cái đoạn nghiệp á. Hy vọng mà tới đó vẫn còn được học. Vẫn sống rất tốt. Tới ngày mai đó nè. Đỡ không luôn con. Em nghe này chị nha. Dạ. À, có chuyện mà cái lịch của em thì tối là em có tiết khác á, có gì không chị? Qua đó hai chị. Dạ. Dễ thương phẳng. Dạ có. Dạ.
Dạ, cái nếu mà được thì cái xuống mà tại vì 7 giờ rưỡi em có cái tiết dạy trực tuyến nhưng mà em không có buông ra để đi tiếp được. Cho nên nếu mà nó trước đó, nếu mà trước đó nó hiện tượng được cái như 7 giờ hoặc là 6 giờ cái rưỡi gì đó thì lúc đó em có thể gặp được phụ huynh thì dạ, cảm ơn chị. Nó không chưa nó cắt micro mà nó nói với chị rồi. Xong rồi Rồi ok, ngoài chiều cũng tắm luôn. rồi nghỉ, chuẩn bị đi đồ để tắm rửa gì đi, em đi học. Chiều mới tắm. Tắm đồng nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.